Xin chào tất cả mọi người, mình là Nghi Thảo, là giảng viên chính tại Juna Academy, chuyên đào tạo ngành nail và nối mi chuyên nghiệp. Đây là kênh video chính thức của Nghi Thảo. Trong kênh video này sẽ có nhiều video khác nhau để giúp cho mọi người hiểu rõ hơn và học tập tốt hơn về ngành nối mi. Đây là các kinh nghiệm mà Thảo đã đúc kết sau nhiều năm làm nghề nối mi được học từ các chuyên gia. Nó là những điều rất đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, nếu mọi người sử dụng nó thì sẽ giúp cho tay nghề của mọi người được cải thiện lên rất là nhiều. Đây là những bài học từ đơn giản nhất, từ các cách sử dụng dụng cụ nối mi, các kỹ thuật nối mi và các lưu ý về các lỗi sai mọi người hay mắc phải mọi người nhé. Thảo hiểu rằng mọi người cũng rất mong muốn học tập tốt và trở thành một thợ nối mi chuyên nghiệp. Vì vậy, hãy đăng ký ngay kênh của Nghi Thảo Mi để cập nhật các video mới nhất hàng ngày mọi người nhé. Ở trên kênh video Nghi Thảo Mi thì Thảo sẽ đăng tải các bài học vào lúc 20 giờ thứ 3, 5, 7 hàng tuần. Và trên kênh Nghi Thảo về làm nail, Thảo sẽ đăng tải các bài học về làm nail vào lúc 20 giờ thứ 2, 4, 6 và chủ nhật hàng tuần mọi người nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.